Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, hội nghị là dịp quan trọng để ban tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy trao đổi, qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng, cụm thi đua số 1 đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, kịp thời tham mưu, rà soát, bổ sung, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời, hiệu quả, chất lượng, tích cực, chủ động ứng dụng chuyển đổi số và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cũng trong chương trình làm việc tại Thái Nguyên, cụm thi đua số 1 ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham quan dây chuyền sản xuất tại công ty cổ phần cán thép Thái Trung, tổ hợp công trình tại nhà máy luyện thép Lưu Xá và tham dự hội thảo chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Tại đây, các cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tìm hiểu thực tế công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, chia sẻ thảo luận những thuận lợi, khó khăn và bàn giải pháp tháo gỡ trên cơ sở thực tế tại các địa phương trong cụm thi đua. Trước đó, đoàn công tác của cụm thi đua số 1 ngành tổ chức xây dựng Đảng đã dâng hương tại khu di tích quốc gia địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.